Sau 10 năm là tên của đêm nhạc riêng của ban nhạc Da Lab nhằm kỷ niệm chặng đường 10 năm hoạt động âm nhạc của nhóm. Xuất phát điểm từ một nhóm nhạc underground với những ca khúc rap, hip hop, nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả yêu nhạc, Da Lab đã có một đêm nhạc kỷ niệm mang tới nhiều xúc cảm. Khác với những đêm diễn khác, không chỉ là biểu diễn, đêm nhạc sau 10 năm còn là nơi các thành viên của ban nhạc Da Lab tự sự và chia sẻ về chặng đường âm nhạc của mình. Coi khán giả là những người bạn, Da Lab đã mang tới một không khí gần gũi, ấm cúng cho hơn 2.800 người có mặt trong đêm nhạc. Show sau 10 năm của Da Lab thì nó giống như là một cái chương trình tự sự, kể chuyện với khán giả, cũng như là tri ân khán giả. Những cái bài hát mà đã được mọi người biết đến nhiều, và mình sẽ cố gắng làm mới và tạo ra một niềm hứng khởi. Đêm nhạc hôm nay thật là rất tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời luôn, bởi vì lâu lắm rồi bọn mình mới có thể ngồi đây nghe nhạc cùng những người bạn và có thể vui vẻ cùng với nhau trong một buổi tối rất thú vị. Mặc dù là trong khán phòng thì có điều hòa khá là mát đấy, nhưng mà do là quá sức nóng ấy à. Như anh có thể thấy là em tát hết cả mồ hôi ạ. Hà Nội giờ tan tầm, Rối Người hay Một Nhà. Những ca khúc đã làm nên tên tuổi cho ban nhạc Da Lab đã được các thành viên thể hiện đầy cảm xúc trong đêm diễn. Những khán giả từ đủ mọi lứa tuổi đã cùng hòa giọng với tất cả các phần biểu diễn của Da Lab, tạo nên một không khí sôi nổi, gần gũi, hiếm gặp ở một đêm diễn thông thường. Cái mà đánh sâu vào cái tâm trí mình ở Da Lab đó là những cái lời ca của họ rất là đời. Mình cũng có những câu hát mà nó thực sự là nó nói lên cái tiếng lòng của những cái người nghe nhạc như bọn mình. Da Lab thì lại viết về cuộc sống, về những cái điều bình dị nhất, những cái suy nghĩ rồi là những cái lối rẽ của mỗi người. Thế nên là có thể là nó hơi khác và nó cuốn hút hơn. Sau 10 năm của Da Lab đã một lần nữa ghi dấu ấn đậm nét với những người yêu nhạc, tạo động lực để nhóm tiếp tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc đáng chú ý tiếp theo trong thời gian tới.